bung bét thế, chắc hôm nay lại có kịch hay để xem rồi. Một khi đã ghen thì làm sao có chuyện nói thôi là thôi. Chiến nhau tiếp đi. Cái lọ này hỏng mất rồi, anh mua cho em cái khác nhá. Thôi, không cần đâu anh ạ. Sao thế? Vẫn giận anh à? Mẹ nói đúng mà, chắc là do anh yêu em quá thôi. Hôm nay ở văn phòng có nhiều việc không em? Có, hôm nay phải xử lý hết việc để ngày mai con nghỉ đi lễ với mẹ. Ừ, tiếc quá, anh đang định đặt lịch spa cho em. Thế anh đặt lịch buổi tối cho em được không? Tối nay thì lại không được mất rồi. Anh muốn đưa em đi mua sắm. Ban nãy anh có xem trong tủ quần áo, em toàn những bộ quần áo sẫm màu thôi, lại còn kín cổng cao tường quá. Em cứ mặc như vậy, chẳng trách thằng khác lại nói anh thích kiểm soát em. Chuyện đó nhất định em sẽ làm rõ. Không sao, chuyện qua rồi, em nhắc lại làm gì. Mà em vẫn đang nghĩ anh là một kẻ ghen tuông mù quáng có đúng không? Anh phải tự xây dựng lại hình tượng của mình mới được. Anh không nghi ngờ gì em nữa đúng không? Mà này, từ giờ trở đi nhá, em không cần phải mặc quần áo kín cổng cao tường quá đâu. Em cứ mặc cái gì mà em cảm thấy thoải mái là được. Anh sẽ mua cho em thêm một vài cái váy sexy. Em mặc như thế ra đường chúng nó nhìn chết thèm thì anh mới có cớ vênh mặt được chứ. Thế nhá, em đi làm đây. Ừ, đi làm đi. Mày đi làm nhanh cho tao đỡ phải diễn. Đừng tưởng tao không biết mày vẫn hay nhắn tin báo cáo với bạn là. Hai thằng này ngoài chơi cờ bạc ra, nó còn chơi ma túy, nên ảo lòi như thế nhỉ. Sữa của chị này. Chị cảm ơn nhé. Sao trông Tùng buồn thế? Vợ cắm cho một cặp sừng không buồn mới lạ. Thế mà vẫn phải nhịn đấy. Mẹ tôi thì chị biết rồi, cứ bênh cái Linh chằm chằm. Công nhận Tùng nhịn giỏi thật đấy. Đi chợ rồi. Đúng là phải bắt tận tay dây tận trán thì may ra mẹ tôi mới không bênh cái Linh nữa được. Nhưng mà con Linh này quái lắm. Nó giỏi nhất là làm nạn nhân đấy. Đúng đấy. Từ trước đến nay chị cũng chỉ thấy đàn ông lăng nhăng rồi vợ tìm cách để bắt quả tang thôi. Nhưng mà trớ trêu thật nhóc. Lấy phải cái thằng chồng xấu người xấu nhất xấu cả giấc mơ đã đành. Nhưng mà đây Tùng đẹp trai người người như thế này cơ mà. Chị sẽ đứng với phe tôi chứ? Nói thật, chị cũng thương Linh lắm. Nhưng mà từ bé đến lớn nó sống rất hai mặt. Đằng trước mặt thì nó cứ xen xoét thế thôi. Chứ đằng sau á, nó toàn mách lẻo thôi em ạ. Mà mấy đời bánh đúc có xương, bà Tâm như thế nào thì cái Linh sau này y hệt như thế luôn. Cái tính mách lẻo của nó có từ bé cơ à? Tôi cũng đang đau đầu lắm, không biết làm cách nào để vạch mặt nó cả. Tùng yên tâm, chị sẽ làm tay trong của Tùng. Chị sẽ giúp Tùng vạch trần bộ mặt thật của Linh. Trời đất ơi, cái gì thế này? Chuyện gì xảy ra thế này? Mày con khốn nạn kia của mặt. Mày còn dám... À ơi, dám không nhà con rể tao thế này à? Dừng lại! Dừng cái gì mà dừng? Dừng lại! Hả? À?